Tôi kiểm tra cái chất lượng âm thanh hình ảnh ra. Đầu tiên các anh chị cho tôi hỏi cái mình thấy được cái hình ảnh của cái file Word không nha. Các anh chị thấy hình ảnh được cái file Word chứ ha? Alo. Thấy rồi thầy ơi. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn nha Kem ha. Rồi. Bây giờ hôm nay nhiệm vụ của chúng ta đó là thầy Lam sẽ ôn lại những cái nội dung mà chúng ta chủ yếu để chúng ta thi ha. Và mình sẽ trao đổi với nhau, ví dụ tôi sẽ giới thiệu chúng ta một cái đề thi chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để mình giải ra kết quả nha. Rồi. Thì cách làm như vậy thì như bây giờ thì chúng ta sẽ gom gọn cái nội dung cái bài của mình thôi. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta có tổng cộng là chương, tổng cộng là chúng ta có 10 chương đúng không các anh chị? À, có 10 chương. À, tuy nhiên thi thì chúng ta sẽ gom lại gồm có cái chương chương 3 nè. Rồi chương 4 nè. Yeah. Chương 5 thì chúng ta chỉ đọc nó hiểu thôi chứ thật ra thì nó cái phần đó ẩn phía sau vậy đó, mình cũng không cần phải nghiên cứu nó. Cái chương 6 và chương 7 ấy, thì hai cái chương này nó lại lồng với nhau thì coi như là nó một đi. Như vậy thì chúng ta sẽ học cái chương 7, chúng ta sẽ thi cái chương 7 thì trong cái chương 7 đó nó sẽ có cái phần ước lượng đúng không? Tại vì chúng ta vừa kiểm định thì chúng ta vừa ước lượng luôn, thì cái phần kiểm định và ước lượng thì nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi, nó không khác nhau nhiều. Do đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái kết quả của bài toán kiểm định để chúng ta ước lượng luôn. Chúng ta như vậy là chúng ta có gom lại là chúng ta được ra mấy chương này, 3, 4 và chương 7, 3 chương ha chương. Rồi chúng ta có chương 8, rồi chúng ta có chương 9, và chúng ta có cái chương 10 đúng không? Rồi. Thì nội dung của nó thì về mặt lý thuyết bên trong á thì nó cũng rất là nhiều thứ để chúng ta phải xem xét. Tuy nhiên thì chúng ta đang thực hiện cái này giống như là mình chỉ ứng dụng thôi. Do đó thì chúng ta sẽ trình bày một cách nó gọn lại để làm sao các anh chị chỉ cần hiểu cái vấn đề, cái chốt cuối cùng của nó để chúng ta hiểu, để sau này chúng ta đi thi, trước mắt là chúng ta thi, rồi mai mốt mà nếu chúng ta có làm cái nghiên cứu sâu hơn thì chúng ta cũng hiểu câu chuyện đó là cái gì. Rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu chúng ta một cái vài cái đề thi đi ha, rồi để chúng ta thấy mường tượng đi câu chuyện của mình. Rồi. Ví dụ như là tôi có một cái đề thi kiểm tra đi, để đi kiểm tra. Đây là một cái đề thi kiểm tra của một cái lớp. Hôm nay là cái lớp cũng là cái lớp vừa làm vừa học cái gì để cho buổi tối. Rồi. Thì chúng ta có hai cái trong đây trong bài này có bốn cái câu, thì đây là bốn cái nội dung cơ bản mà trong cái chương chương 3 và chương 4 là chúng ta cần nắm. Nó là chúng ta nói về số tuyệt đối và số tương đối. Và thứ hai là chúng ta nói về cái số số kế hoạch nè. Rồi đó. Còn chương 3 và chương 4 đó thì chúng ta sẽ nói về cái chỉ số ha, nói về chỉ số thì chúng ta sẽ có chỉ số về thời gian và thứ hai là chúng ta có chỉ số về không gian. À, thì vậy chúng ta có bốn cái bài cơ bản như vậy. Ngoài ra chúng ta còn có bài toán tính về số trung bình rồi đó thì nó cũng khá phức tạp, thì cái đó chúng ta sẽ xem thêm. Về trên nguyên tắc chung á là tất cả những cái phần mà tôi sẽ cho các anh chị thi đó nó sẽ nằm ở trong các cái bài tập, trong các bài tập mà chúng ta đã làm và các anh chị đã gửi cho tôi nên tôi sẽ cho nó tương tự như vậy để chúng ta có thể nắm và chúng ta làm lại. Như vậy để thi thì chúng ta cứ bám sát vào cái nội dung đó thì chúng ta sẽ ok thôi. Còn đây là chúng ta sẽ ôn, chúng ta sẽ đưa ra một vài bài tình huống để chúng ta giải thôi chứ nó không thể là hết được. Rồi, ví dụ như bây giờ tôi cho cái bài này đi ha, cái bài này đi, bài một đi, giả sử tôi cho con số này là con số, tôi cho số cụ thể vô luôn nha. Ví dụ tôi cho này là con số 15 đi, cái đề này tôi cho mấy anh
quyền người ta cho tự số vô người ta tính đây. Rồi, 15. Rồi ví dụ thế, ta kêu là đề nghị các anh chị hãy tính doanh thu bình quân. Rồi vậy thì các anh chị sẽ tính coi sao. Rồi các anh chị cùng nhau tính cho tôi vòng vòng nhanh coi. Chúng ta tính được bao nhiêu? Doanh thu bình quân. Tôi tắt cái video cái hả? Đâu các anh chị tính thử coi nó bằng bao nhiêu? Doanh thu bình quân. Ở cái chị tính là như ha. Giờ tôi sẽ đặt hàng hai người ha. Một người là tính doanh thu bình quân, đúng không? Và tính tốc độ tăng doanh thu bình quân. Doanh thu bình quân và tốc độ tăng bình quân. Nghe hai câu nghe. Tôi sẽ coi tôi gọi ai đây. Gọi đại đi ha. Rồi tôi xin mời chỗ Trần Thị Anh Thư ha. Trường thư làm cái câu câu một đi ha, hay là Lê Kim Ngân đi, Lê Ngân làm cái câu thứ hai đi. Đấy. Đâu các anh chị làm cho tôi, anh chị phải công tác nha, nếu các anh chị không công tác là tôi không giải luôn. Rồi anh chị cho kết quả, các anh chị ấn lên trên cái chat cho tôi. Đâu ra kết quả nhiều nè, bạn lên thư là ra là 162,8%, nghĩa là tăng 8%, đấy tăng 62,8%. Rồi bạn thư trước đi ha. Rồi. Như vậy thì mình làm sao nè, cách làm sao nè, câu này à. Ra làm sao nè, câu này bạn mình bạn anh Thư làm câu B ha. Như vậy là bài này là chúng ta sẽ sử công dụng cái công thức là gì, tốc độ tăng bình quân, đúng không? Rồi thì chúng ta nhớ mình có cái công thức, tôi lấy đại cho này, cái này ra đi, tôi lấy đại cho tôi sử dụng công thức đây. Câu này trước đi ha. Thì để tính tốc độ tăng bình quân đó thì chúng ta sẽ có cái công thức mình ký hiệu, nó thường là mình ký hiệu bằng chữ T ngang, đúng không? T là tốc độ phát triển bình quân. Đây. Nó sẽ bằng gì nè? Chúng ta sẽ bằng có mấy công thức như sau, đúng không? Một là nó bằng là gì? Nó bằng là T ha, tích của T bằng là T2 chúng ta nhân vân vân nhân đến tn, đúng không? Và chúng ta sẽ lũy thừa là n trừ 1. Rồi thì nói tôi cho nó này nó bự chút xíu để các chị dễ nhìn ha. Đúng không? Chỉnh sai luôn đi.
14, 16. Ok. Rồi, nó bự chút xíu ha. Rồi. Đó là cách thứ nhất. Thứ hai là nó bằng gì nè, các chị nhớ không? À, nó sẽ bằng là căn bậc n trừ 1 của t n phẩy, đúng không? Nhớ công thức này ha. Để chúng ta làm tập nhớ mới được. Nhớ công thức mới được. Rồi. Hoặc là cách thứ ba là nó bằng là gì à, nhớ không? Nó sẽ bằng là IN IN viết chữ lớn đi ha, IN sử dụng cái công thức này nó rất là phiền các chị. N. Chúng ta chia cho gì? I1 nha, chia I1. Như vậy thì trong bài này chúng ta thì ba công thức này mình sẽ xài công thức nào? Thì chúng ta hiểu cái này là y nè, đúng không? Và này y nhỏ nè, cái này là y lớn nè. Y là giá trị tuyệt đối ha. Rồi. Như vậy trong bài này chúng ta sử dụng công thức này nè. Công thức thứ ba này là ok nhất nè. Như vậy nếu mình thấy vô thì nó bằng gì nè? Bằng này. À. Bằng IN là cái y cuối cùng nè. 215. 215. Và chúng ta sẽ chia cho nhiêu? Chia cho 96. Đúng không? Và đây chúng ta có mấy năm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không? Như vậy là chúng ta cho đây là căn bậc 5 thôi. Bậc 5 thôi chứ không phải bậc 6 nha. Rồi. Đó là kết quả chúng ta đó. Rồi, như vậy nếu mình tính trên Excel, mình qua mình tính ha. Như vậy nó bằng là 25. 25. Đúng không? Chia cho 96. Lý thừa 1 phần 5 ha, các phần 5. Ok. Rồi, như vậy là bạn ăn của mình đang bị cái gì ta? Có bị sai cái gì không? Đấy. Đấy, đó là cái kết quả của chúng ta đã. Để cho view nó lên to to này ha. Chấm. 200 đi. Ok. Rồi. Rồi như vậy thì bạn Ngân đang bị dưới cái gì ta? Đó. Rồi bây giờ giả sử thì làm tính lại cái này là bằng là bằng cái này làm sao mình sửa được ta, thứ nhất F2 nó không chịu ra. Rồi, vô đây cầm bậc 6 đi. Không đúng luôn. Rồi bây giờ hỏi là bạn Ngân nè, bạn anh Thư nha, bạn Thư tính sao ra được 162,8 vậy? Dạ thầy, em áp dụng công thức anh nào muốn được T1 nhân T2 thích nhân TN nên nó bị sai. À, rồi như vậy cái này là có phải T không? Cái này có phải T không? À, khi nào cái này là t, t là người ta tính tới tốc độ phát triển là người ta phải tính bằng lần hoặc phần trăm. Còn nếu cái này là người ta tính bằng tiền, cứ là số cụ thể rồi, thì đây là số tuyệt đối, đúng không? Đây là số tuyệt đối, thì chúng ta phải phải sử dụng cái công thức này, hiểu chưa? Dạ. À. Còn nếu mà tính t đó là khi nào mà người ta cho mấy cái này là ti, nghĩa là cho phần trăm á, thì chúng ta mới tính là t. Ví dụ tôi cho một bài khác đi, lấy bài nào, giờ chúng ta nhầm ha. Đây, ví dụ bài này đi. Bài này nè. Cho tốc độ phát triển tháng 1, tháng 2, tới tháng 6. Rồi. Hãy tính tốc độ
tăng giá bình quân. Thì bài này làm sao? Thì bài này mình mới đúng là mình làm á, là mình lấy mấy sáu cái này nè nhân nhau, rồi chúng ta nhân căn bằng 6 thì mới đúng. Đó chưa? Đấy, do đó cái bài này nó khác nha. Bài này là số này là TI, thì chúng ta mới lấy 6 cái số này chúng ta nhân với nhau mình căn bậc 6. Được chưa? Còn cái bài bên đây của chúng ta là một bài khác. Nó là người ta cho giá trị này là giá trị tuyệt đối, là cụ thể nó là bằng bao nhiêu đơn vị thì chúng ta phải suy ra bằng công thức này. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Rồi bạn bạn Kim Ngân đây, bạn Kim Ngân có được kết quả chưa? Chào bạn Kim Ngân có kết quả chưa? Mấy chị làm nhanh nhanh chứ mình làm là chậm quá mất cái thời gian này. Đâu có đủ thời gian để làm việc. Tính doanh thu bình quân. Nếu tính doanh thu bình quân thì sao các anh chị? Chúng ta rất là làm đơn giản thôi. Mình cộng 6 số này lại mình chia cho mấy? Chia cho 6 thôi. Đúng không? À, như vậy thì cái bài này để tôi ghi cho trong cái bài này đi. Như vậy cái chỗ này của chúng ta là nãy là mình tính ra kết quả cuối cùng của mình là như ta. À, 117 ha. 117,5%. À, như vậy đến đây chúng ta sẽ làm 117 5%. À, như vậy là chúng ta sẽ kết luận là tốc độ tăng giá bình quân, đúng không? Doanh thu, tốc độ tăng doanh thu bình quân mỗi một năm là 17,5%. Ok. Rồi. Còn bà Kim Ngân là có đi học không mà sao thấy trả lời dạ rồi làm thinh luôn vậy ta? Rồi vậy thì không em rồi, chậm lắm. Rồi. Như vậy bài này chúng ta tính bình quân á. Không kịp gì tôi kêu làm mà không kịp gì con nương. Rồi, thôi về làm nè, tôi làm chuyện cho rồi đi. Như vậy là bài này đó, chúng ta muốn tính bình quân đó. Thì chúng ta cứ lấy mấy số này ta cộng lại thôi, đúng không? Như vậy tôi ra kết quả này. Đi copy đi qua đi. Rồi như vậy là tôi sẽ cộng này nè ha, cộng này nè. Rồi. Sau đó tôi lấy cái số này nè. Tôi chia cho mấy ạ? À? À, chia cho 6 xong. Quá đơn giản. Rồi. Như vậy là lượng tiêu thụ bình để doanh thu bình quân mỗi một tháng một năm đó là 170,83. Rồi ok. Nha, rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang cái bài thứ hai đi, bài này đi. Ví dụ như bây giờ tôi sửa cái này là cái đề này chút xíu ạ. Một doanh nghiệp lên kế hoạch năm 2021 doanh thu tăng giả sử như là 15%. Đúng không? 15%. Rồi. So với năm 2020, cứ năm 2021 doanh nghiệp vượt mức doanh thu. Đó là giả sử tôi ghi là 10% đi. Mười năm ha. Rồi, ok. Tôi bây giờ trở lại đi ha. Tiếp tục. Hãy cho biết doanh thu năm 2021 so với năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu tiền. Biết rằng doanh thu của năm 2021 là 15 tỷ đồng. Rồi, đó là cái câu mà của chúng ta đặt ra như vậy. Rồi. Như vậy điều này thì người ta yêu cầu nhất là về số tương đối. Số tương đối.
Nói là gì? Doanh thu, đúng không? Doanh thu của năm 21 không? So với doanh thu của năm 2020 là bằng bao nhiêu phần trăm, đúng không? Và thứ hai là số tuyệt đối. Thôi tôi viết cho bằng cái công thức luôn thì giờ chúng ta dễ nhìn. Như vậy tôi ghi là doanh thu ha. Của 2021 đi. So với doanh thu của 2020. Nó bằng bao nhiêu? Rồi. Đó là chúng ta yêu cầu bài đó thứ nhất. Rồi. Câu thứ hai. Số tuyệt đối tuyệt đối nghĩa là chúng ta nói đến cái chuyện là số tiền là bao nhiêu, số tuyệt đối thì chúng ta sẽ lấy hai này chúng ta trừ nhau, đúng không? Rồi, bài ta là gì đó? Rồi. Cái này bằng bao nhiêu? Rồi, bây giờ các anh chị tính cho tôi cái này kìa. Bài bạn là tôi cho hai bạn làm thử bài này kìa. Rồi. Đây tôi mời thứ hai bạn ha. Bạn Phan Tuấn Kiệt đi. Và bạn thứ hai là Đinh Văn Anh. Ha. Phan Tuấn Kiệt và Đinh Văn Anh đi. Hai bạn cùng làm đi rồi cho tôi kết quả. Rồi chúng ta sẽ làm trong vòng 5 phút. Kiệt với anh Đinh Văn Anh nghe không nè? Dạ nghe ạ. Đâu anh nói anh làm thử ra. Để tôi làm số tương đối trước đi, làm câu số tương đối trước đi, các bạn nhiêu?
Sao cho kết quả chưa? Chỗ bạn Đinh Văn Anh ha, cho kết quả là 0,69, chỗ nghĩa là 69 chậm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải ha. Cái câu này là chúng ta sẽ là cái câu gì đây, liên quan tới gì? Số kế hoạch đúng không? Số kế hoạch. Như vậy chúng ta hiểu cái năm 2021 là năm chúng ta đang nghiên cứu, chính là cái năm thực hiện đúng không? Và cái năm 2020 này là cái năm gốc đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có doanh thu của năm 2021 này, nếu về ký hiệu cho công thức chúng ta đó, thì nó chính là gì? Chính là cái Y thực hiện đúng không? Và chúng ta chia cho năm 2020 này chính là cái năm gốc nha. Cái năm gốc chính là cái năm không. Thì chúng ta có cái ITH, Y thực hiện chia cho Y không bằng gì nè, nhớ công thức không? Công thức nó sẽ bằng gì? Bằng T gì? T thực hiện nhân T kế T hoạch. thực hiện nhân T Đúng kế rồi, hoạch. T thực hiện nhân kỳ kế hoạch, hoặc ngược lại đúng không? Tức là hay mình viết gì đây theo cái công thức á, thường mình ghi là T kế hoạch đúng không, mình nhân cho cái T thực hiện đúng không các anh chị? Đúng không? Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ bằng gì nè? Người ta cho gì? Một doanh nghiệp lên kế hoạch năm 2021 tăng 115%. Như vậy cái kế hoạch của chúng ta tăng 15%. Như vậy thì cái T kế hoạch sẽ bằng là 115% đúng không? 115% thì mới là tăng 15%. Như vậy chúng ta thấy vô chỗ này là 1,15. Cho nhớ là nhân, chúng ta đơn ra đơn vị tính là lần nha. Rồi mình mới nhân cho bao nhiêu? Mình mới nhân cho là cái năm cái gì, cái T thực hiện, thì đó là cuối năm 2011 doanh nghiệp vượt mức tăng doanh thu 10%, có nghĩa là so với kế hoạch đặt ra người ta tăng thêm 10% nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có cái T thực hiện của mình là bằng 110%, hay là bằng là 1,10 đúng không? Và đây chính là kết quả chúng ta nè. Như vậy là bằng là như này, bằng là 1,15 đúng không? Chúng ta nhân cho 1,1. Ok, công thức nó bị sai, cái dấu chấm nó sai. Vậy là 1 ha, 1 chấm đi. Ok, như vậy là nó bằng 126,5%. Vậy là tăng bao nhiêu phần trăm ha? Vậy là tăng 26,5%. Rồi, doanh thu năm 21 so 20 tăng 26,5%. Rồi, về số tuyệt đối bao nhiêu nè? Đầu tiên là người ta cho doanh thu của năm 2021 là nhiêu? Là 15 tỷ. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy được doanh thu của năm 2020 bằng nhiêu? Doanh thu 2020 bằng nhiêu các anh chị? Các anh chị đoán nghe, bằng nhiêu? Bằng nhiêu? Thì mình có phước này nè, đây nè nha. Như vậy là chúng ta sẽ có kết quả này vậy. Doanh thu của 2021 chia cho doanh thu của 2020 bằng cái bảng này không ạ? Vâng, tôi gom lên nè. Chính xác là đây mà. Mình không có sử dụng là phần trăm nha, sử dụng là như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được
là doanh thu của 2020. Không, mà tìm doanh thu 2020 bằng nhiêu? Bằng cái này đúng không? Đấy chà, cái gì vậy? Bằng này, đúng không? Chuyển này xuống thì chuyển này lên. Như vậy chỗ này làm bằng nhiêu? À, 1,265. Đúng không? Mà cái doanh thu của 2021 của chúng ta đó là người ta cho là bao nhiêu? Bằng 15 tỷ. Đúng không? Như vậy thì cái này các chị sẽ suy ra được kết quả chúng ta là mình lấy con số 15 á. Đúng không? 15. Chúng ta chia cho số này. Đúng không? Tính. Như vậy nó bằng là 11,85 ha. Chúng ta cho là 1,86 đi. 11,86. Đúng không? À, như vậy chúng ta sẽ thấy chỗ này vô là 11,86. Đúng không? Rồi như vậy bằng gì? Chúng ta lấy 15. Chúng ta trừ cho số này. Không? Như vậy là nó bằng 3,14. Đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận cái này là cái phần diễn giải ở dưới nha, để chúng ta tính ra được đây. Như vậy là chúng ta sẽ kết luận gì nè. Doanh thu năm 2021 so với doanh thu năm 2020 là tăng 26,5%. Tương ứng là tăng bao nhiêu? Tăng là 10 à, tăng là 3,14 tỷ đồng. Ok, đó là cái kết quả chúng ta. Không biết là chỗ anh thì anh nói đây, anh Đinh Văn Anh ha. À, Đinh Văn Anh. Không biết anh tính sao mà nó ra 0,69 ha. Nó có gì lạ không? Anh thấy có gì cần phải trao đổi với tôi không? Thầy ơi, Chưa. chỗ này nè thầy, Ừ. doanh thu tăng là tăng 15%, nhưng mà cuối năm 21 là nó vượt mức tăng doanh thu 10%, có Ừ. nghĩa là chứ không phải là 1,25% đó thầy. Cứ như là mấy hai này cộng lại hả? Có không thầy? Thầy em. Không? Không phải vậy nha. À, cái là cuối năm 21 doanh thu vượt mức tăng doanh thu là những đúng mà chính xác tôi dùng từ đây vượt mức kế hoạch đi, tôi dùng từ chính xác luôn cho nên cứ là ví dụ như kế hoạch mình đặt ra là mình sẽ tăng được là 100 đồng đúng không, nhưng mà bây giờ mình sẽ tăng hơn nhiều hơn 100 đồng nữa đó, nghĩa là mình sẽ tăng bao nhiêu à, tăng 110 đồng, hiểu không? Ừ. Vậy đó là tăng so với con số kế hoạch chứ không phải xa tăng so với con số ban đầu của năm 2000 hay không. Rồi chúng ta nhớ cái điều này ha. À, chúng ta không có lấy hai này cộng lại nha, hai này cộng lại là sai. Cái này là tôi hướng dẫn rất là kỹ trong cái video vào bữa trước, là trong cái lúc mà trình bày cái bài tập á tôi cũng có trình bày rồi, thì mấy cái này là những cái dễ nhầm lẫn, do đó tôi mới dặn nhắc chúng ta tôi giải bên này là kỹ chút xíu đi ha. Mà cái này nè, chúng ta gặp nhiều sai lầm khi mà làm trong thực tế gì lắm. Rồi ok ha. Rồi. Bài 3 là bài gì ha? Bài 3 là bài gì? Nói cái tên bài này là được rồi. Bài 3 là bài gì các anh chị? Bài 3 là bài gì? Tất cả mọi người chúng ta đều giải hết rồi nha. Về nguyên lý là các tôi gửi cái bài tập và các anh chị đã giải hết rồi đó, không biết có anh giải không các anh chị, hay là các anh chị chỉ ghi lại thôi, các anh chị không giải. Bài này bài gì? Chỉ số liên quan hai nhân tố nè, doanh thu bị ảnh hưởng bởi giá và lượng hàng hóa tiêu thụ, đúng không?
doanh thu là bằng giá nhiên lượng, đúng không anh chị? Do đó là bài toán kiểm định, xin lỗi, bài toán phân tích sự biến động về sự biến động của hiện tượng nghiên cứu phụ thuộc vào sự tác động của hai nhân tố, hay là chúng ta gọi là hai yếu tố cũng được. Không? Như vậy là bài này là chúng ta thực hiện cái bài tại gì nè, nhớ không? Ừ. Chúng ta sẽ nhớ cái bài mình có cái công thức là IBQ, đúng không? IBQ. IBQ. Chúng ta sẽ có công thức là, tôi bỏ cái này đi ha. IBQ. Bằng gì à? Bằng IB nhân cho gì? Nhân cho IQ. Nhớ không? Các chị nhớ gì tự nha, tại tới thi rồi chúng ta phải nhớ mấy cái này. Trong đó IB là chỉ số chất lượng tổng hợp và chúng ta sử dụng bằng phương pháp batch, đúng không? Phương pháp batch. Còn cái IQ đấy là chỉ số bằng khối lượng, chúng ta sẽ sử dụng bằng phương pháp Last-Bit, đúng không? Đấy. Như vậy thì cái công thức này của chúng ta là bằng gì nè? Viết lại nhớ không? Các anh chị phải nhớ nha. Đây ta hỏi cái biết được làm nha. Đấy. Như vậy cái IQ này đó, chúng ta sẽ viết nó bằng là gì nè? Sigma, đúng không? Của cái gì? B. B1 Q1. Đúng rồi, B1. B1. Rồi cái này B1 kỳ 1. Rồi. Còn mẫu số là gì ạ? B0 Q0. Và B0 kỳ 0. Rồi cái này là B0. Chúng ta có này là kỳ 0, đúng không? Nhớ ha, các chị nhớ mấy này là được rồi. Rồi như vậy chúng ta có cái gì? Rồi. IB bằng gì? Bằng bằng cái gì nè? IB bằng gì? Mà B1 Q1. B1. Đúng không? IB là chúng ta phát B nè. Ở trên là B1 với B0. Nhưng mà sử dụng bằng phương pháp batch, do đó chúng ta sử dụng cái quyền số là ở kỳ nghiên cứu. Như vậy là chúng ta nhân thêm cho chỗ Q1. Tử Q1 thì mẫu cũng là gì? Q1. Đúng không? Rồi. Ok. EQ bằng gì nè? EQ là ở trên là phải là Q1 và dưới phải là Q0, đúng không? Nhưng mà EQ sử dụng bằng phương pháp Last-Bit. Như vậy là chúng ta sử dụng quyền số là kỳ gốc. Như vậy là chúng ta sử dụng quyền số là giá ở kỳ gốc. Như vậy chỗ này là Q0. Đúng không? Rồi. Như vậy thì bây giờ người ta cho hãy phân tích sự biến động của doanh thu bị ảnh hưởng bởi giá và lượng hóa tiêu thụ, đúng không? Như vậy thì bây giờ trong người ta kêu ta không nói năm nào hết, 2015, 2016. Vậy thì mặc nhiên chúng ta sẽ chọn năm nào là năm 0 và năm nào là năm 1. Năm nào là năm 0? 2015. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn cái năm của quá khứ là cái năm gốc, và cái năm hiện tại chúng ta sẽ là năm năm 1, đúng không? Năm nghiên cứu. Như vậy là chỗ này chúng ta sẽ công thức chỗ này chính là B mấy nè? B Được không? bị không, đúng không? Cái này là B1, đúng không? Rồi. Rồi cái chỗ này là chúng ta là Được không? quy quy không, đúng không? Và cái này thì chúng ta là Q1, đúng không? Vậy là bắt đầu chúng ta tính thôi, đúng không? Vậy tính này, ví dụ như cho con số này là 15 đi. Rồi số này cũng 15 luôn, đúng không? Rồi như vậy thì nhiệm vụ chúng ta đầu tiên là nói về số tương đối ha, số tương đối thì các anh chị phải tính được cái này. Rồi, chúng ta phải tính được cái này bằng nhiêu. Rồi thì chúng ta tính thôi. Rồi xong cái này chúng ta sẽ tính về. Chúng ta tính số tuyệt đối. Số tuyệt đối thì chúng ta cứ lấy tử trừ mẫu thôi, lấy tử trừ mẫu thôi. Đúng không? Vậy thì chúng ta gọi này là A
cái này là bí chích, đặt cái này là A ha, cái này là C đi, rồi cái này là B đi, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có A trừ C sẽ bằng là, tôi đặt cái gì này là A đúng không, cái này là A, tôi đặt cái mẫu này là B đi, nếu như là A trừ B, biết cho nó gọn ha các anh chị, cộng cho gì, cái này là B đúng không, tưởng này là B nè, và chúng ta trừ cho C đúng không. Rồi như vậy nhiệm vụ chúng ta đó là chúng ta tính hai cái công thức này, kết quả này, sau đó chúng ta nhận xét là xong cái bài này ha. Như vậy thì chúng ta sẽ tính ha, tôi sẽ làm nhanh chúng ta xem được. Rồi, như vậy là tôi sẽ tính này, B1 Q1 đúng không, B0 Q1 rồi cuối cùng là B0 Q0 đúng không. Như vậy bằng này, B0 này, B1 này nhân cho Q1 này đúng không. Rồi, cái này là bằng B0 này, chứ là B0 đúng rồi, nhân cho Q1 này. Rồi. Cái này chúng ta sẽ bằng là B0 này nhân cho Q0 này. Đúng không? Đâu cái gì vậy? Bằng là B0 này nhân cho Q0 này. Đúng không? Để kiểm tra lại coi chính xác nha, cái nhiều khi bấm nó sai. B1 ok. B0 Q1 ok. Rồi, rồi giờ ta có bị xuống ha. Rồi, chúng ta tổng xuống ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có này là, cái này là A đúng không? Cái này là A. Cái này là B. Cái này là C. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có số tương đối nè. Số tương đối thì chúng ta sẽ bằng là A chia cho C đúng không? Bằng là như này nè, A chia cho B chính là IP đó. Cái này là bằng gì? B chia cho C, B chia cho C đúng không? Rồi, tôi cho phần trăm luôn đi ha. Ok. Rồi, tôi làm chọn số luôn đi. Rồi, bằng. Đây là số tuyệt đối ha. Tử trừ mẫu A trừ C. Rồi. Cái này là bằng A trừ B. Rồi, cái này chúng ta bằng là B trừ C. Rồi, như vậy kết quả cuối cùng chúng ta sẽ được hai cái này nè. Nghĩa là chúng ta sẽ có chỗ này là tử nghe, thì tử như này nó là gì, chúng ta sẽ có rồi 184 100 đúng không. À, chỗ này chúng ta thương nó là 113%. Và từ chỗ này chúng ta sẽ có là 163%. Đúng không? Rồi. Số tuyệt đối thì chúng ta sẽ có tử này. Đây, tự ghi đây luôn đi gọi. Rồi. Đồng ý mà. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ nói sau đây, chúng ta nhận xét sao nào, các chị nào cho tôi nhận xét cả nói sao. Rồi, mình nói sao ha, mình đi thi mình làm mình viết cái này câu này sao. Đầu tiên là mình nói cái chung trước đúng không?
doanh thu năm 2016 so với năm 2015 tăng 84%. Nha. Rồi, số tương đối so với số tương đối. Tương ứng là tăng 760, 60 gì? À, 760 gì? À, 760 đồng. À, đây ta tính bằng đô này ha, đúng không? Rồi, bắt đầu nó có thể là do hai yếu tố tác động. Thứ nhất là do giá tăng 13%, làm cho doanh thu tăng 190 đồng. Thứ hai là do lượng hàng hóa tiêu thụ tăng 63%, làm cho doanh thu tăng là 750 đồng. Đúng không? Đơn vị tính ta đây. Ok. Rồi như vậy là đó là cái bài toán thứ ba này của chúng ta. Còn bài toán thứ tư là bài gì đây? Bài toán thứ tư này là bài gì? Chính là bài toán phân tích so sánh chỉ số không gian. Đúng không? Như là so sánh giá cả và lượng hàng hóa tiêu thụ của một địa bàn này so với một địa bàn khác. Cụ thể này là người ta so sánh cửa hàng A với cửa hàng B. Vậy thì chỗ nào sẽ bán giá cao hơn và chỗ nào bán giá thấp hơn? Như vậy đây là bài toán chỉ số về không gian. Đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ có hai chỉ số. À, chúng ta sẽ có hai chỉ số. Một là chúng ta có chỉ số về IP. Chúng ta chỉ số IP. Của thị trường A so với thị trường B. Đúng không? Thì bằng gì nè? Bằng là sigma của gì? B A, đúng không? Thì khỏi chiếc cái ABA đi. Giá thị trường A nhân cho gì? Nhân cho quỹ. Đúng không? Rồi. Và chúng ta sẽ chia cho giá của thị trường B nhân cho quy, quy là lượng hàng hóa tiêu thụ. Trong đó quy này là gì? Quy này là tổng lượng hàng hóa tiêu thụ của hai thị trường. Và chúng ta sẽ có quy sẽ bằng là QA. Và chúng ta cộng cho gì? QB. Nhớ không ạ? À, nhớ công thức này ha, QB. Rồi. Như vậy thì nếu chính xác chúng ta ghi thêm chữ là chữ Y vô ha, AI đi. Cho nó cụ thể hơn ha, B. Rồi. Thêm là y lên luôn ha, cho nó đúng cái công thức của mình, ghi gọn sợ chúng ta nhầm thôi chứ không gì. Rồi cái này chúng ta cũng chỉnh lại chút xíu, chúng ta này là QI, chúng ta chỉnh này là QI AI QB. Đó là công thức tính về cái chỉ số giá tổng hợp cửa hàng A so với cửa hàng B. Chúng ta có công thức thứ hai là so sánh về lượng. À, có cửa hàng nào tiêu thụ nhiều hơn thì chúng ta sẽ có công thức là EQ. EQ là lượng. À, A với B thì chúng ta sẽ có là QAI. Và đây là QB. Và chúng ta sẽ nhân cho này là cái B. Giá. Và đây chúng ta cứ nhân là B. Nhưng mà cái B này chúng ta là B bình quân. Đúng không? Chúng ta tính B bình quân. Và cái B bình quân này các anh chị chú ý là chúng ta phải tính bằng bình quân giao quyền nha. Chúng ta không có lấy giá cộng lại chia 2 à. Tôi tính giá cộng lại chia 2 là tính sai đó. Như vậy thì cái B bình quân này tôi sẽ cho công thức luôn để chúng ta nhớ luôn. Nhắc lại nhớ. Bằng gì nè? Chúng ta sẽ tính bằng bình quân giao quyền ha. Bình quân giao quyền. Rồi như vậy nó bằng gì nè? Bằng là PAI. Nhân cho gì? Giá bình quân giao quyền, các anh chị nhớ không? Nhân cho Đây QAI. là gì? Đây. QAI
Q2 đúng không? Cộng cho gì nè? Cộng gì? BB nhân cho QB thì chúng ta chia cho bao nhiêu? Chia cho tổng lượng ha, tổng lượng. Có nghĩa là chúng ta sẽ chia cho cái tổng của gì? QAI. Chúng ta cộng cho QB. Đây là cái chỗ mà chúng ta dễ sai nhất. Còn cái này thì dễ, là chúng ta cộng hai cái là dễ rồi. Chỗ này là chúng ta dễ sai nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài này ha. Như vậy là chúng ta sẽ có chỗ này là BAI nè. Cái này là QAI nè. Và cái này là BBI nè. Và cái này là QAI nè. QBI nè. Giả sử thì làm cho số này là 15 luôn đi ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính cái này ha. Một cái nữa. Đặc biệt công thức thứ hai này là dễ nhầm lắm. Rất nhiều người làm sai cái câu đó. Như vậy là bài này chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta tính cái quy chứ. Đúng không? Quy bằng tổng lượng hàng hóa tiêu thụ của hai thị trường. Quy. À, như vậy thì chúng ta cứ lấy hai nè. Lượng này ha. Đây lượng này. Cộng lượng ha. Rồi, chúng ta đang tính IB ha. Cộng lượng. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ tìm là gì? BAI nhân cho Q. À, rồi chúng ta có B B nhân cho Q. Rồi, như vậy nó bằng này. BAI là B của thị trường A. Đây, B thị trường A này. Nhân cho Q, Q này là mới tính này. Rồi. Bằng là BB, B đâu? B của thị trường B, giá thị trường B 20. Chúng ta nhân cho Q 45. Dạ, rồi ok. Cộng xuống. Cộng xuống này. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ tính bằng IP bằng 2 này chúng ta chia nha. Như vậy nó bằng gì? Bằng số này nè. Chia cho này. Đúng không? Rồi chúng ta tính phần trăm luôn đi. Như vậy là 67,5%. Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ tính được cái này nè. Nha. Bằng là 67,5%. Vậy mình nói sao ha? Nếu 67,5% mà nói sao? Giá bình quân ở thị trường A nó làm sao với thị trường B? Thấp hơn, đúng không? Thấp hơn là 32,5%. Nghĩa là chúng ta lấy cái này chúng ta trừ 100%. Đây là số âm đúng không? Âm lại thấp hơn. Rồi. Ở đó là cái câu thứ nhất nha. Rồi. Câu thứ hai này, câu này mới dễ sai nè. Là chúng ta sẽ tính cái BI. Thì các anh chị nhớ là ở đây là mình phải ghi là BI ngang có dấu gạch đầu trên, nhưng mà chị nói sale tôi làm cũng được, cho nên mình ghi vậy. Đúng không? Nhưng mà nó bằng tính giá bình quân giao quyền nha, bằng gì nè? Giá BA nhân cho QA cộng cho BB giá của B nhân cho lượng của B. Sau đó chúng ta chia cho tổng lượng A cộng cho lượng của B. Được chưa? Rồi. Rồi đây là giá bình quân của nó là 18,3. Chứ không phải là chúng ta lấy 15 này, chúng ta cộng 3 20 này chúng ta chia cho 2 nha. Chúng ta lấy 15 này mà chúng ta cộng cho 20 chúng ta chia cho 2 là chúng ta sai. Nếu mà làm giống như cái quy là mình làm sai nha. Chúng ta nhớ là phải tính bằng bình quân giao quyền. Như vậy là chúng ta sẽ có quy A. Đúng không? Nhân cho B.
Quy B B nhân cho B. Dạ, cái này chúng nó nhảy dư thừa kệ nó khi các chị. Rồi. Như vậy là bằng lượng của thị trường E. Đây. Nhân cho cái giá của nó. Giá bình quân. Bằng là lượng của B. Lượng của B đâu? Đây, 30. Nhân cho cái giá bình quân của sản phẩm X. Đây. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ copy này xuống. Nhờ như vậy thì các anh chị lo cái này không phải đúng rồi. Rồi sau đó tôi ta cộng xuống nha, cộng hai này thôi. Rồi. Như vậy thì mình sẽ được cái EQ. EQ sẽ bằng gì? Bằng cái này ha. Cái này nè. Chúng ta chia cho này. Ok. Như vậy nó cũng ra là khoảng 65,6%. À. Như vậy là trong hợp này mình nói sao ạ? Lượng hàng hóa tiêu thụ bình quân của cái cửa hàng E sẽ thấp hơn cái cửa hàng B là nhiêu đây? Là 30 34,6%. Đúng không? Rồi, như vậy chúng ta được cái kết quả. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ làm được cái bài 14. Rồi, như vậy thì trong cái chương 3 và chương 4 thì các anh chị cố gắng nắm giùm tôi hai nội dung. Chương 3 là tính về số trung bình. Chúng ta có số trung bình cộng và số trung bình gì? Trung bình nhân. Rồi, nhớ hai đó cho tôi. Rồi. Thứ hai là chúng ta nắm được cái số kế hoạch, cách tính số tương đối và mối liên hệ giữa số kế hoạch và cái số tốc độ phát triển. Được chưa? Đây là cụ thể là bài này. Chương 4 thì chỉ yêu cầu các chị tính được cái chỉ số liên quan hai nhân tố IPQ, IBEQ và cho nhận xét. Chương 4 thì chúng ta sẽ nói về cái chỉ số giá tổng hợp so sánh thị trường này với thị trường kia. Đó, tăng giảm bao nhiêu phần trăm và trả lời câu đó. Và cái thứ hai là so sánh thị trường này với thị trường kia, lượng hàng hóa tiêu thụ cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu phần trăm. Để chúng ta giải thích được cái đó. Như vậy thì các anh chị chú ý hai cái bài này ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái nội dung kế tiếp. Đó là chúng ta nói về chương 7 và chương 8. Đúng không? Chương 7 và chương 8. Rồi tôi sẽ lấy một cái đề thi. Cái này của một lớp từ xa này, của học kỳ gì rồi nè. Kỳ 3 năm 2023. Rồi. Tôi cho cái đề này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ giải tiếp ha, giải tiếp. Cái bài này cũng tương tự bài nãy. Rồi, bài 3 đi. Thì như bữa trước tôi trình bày với các anh chị đó thì tôi chỉ cần yêu cầu các anh chị làm sao chúng ta đọc được cái kết quả và chúng ta trình bày được cái kết quả là xong. Được chưa? Rồi bây giờ như bài này đi. Bài này đi, bài thứ 3 này ha, bài này đi. Giờ câu thứ nhất. Nó cho kết quả của cái bài toán kiểm định này nè, này nè. Nó cho nè. Một khảo sát về nhu cầu tiêu thụ thịt heo. Đơn vị tính là kg trên tuần trên hộ của một nhóm dân cư. Rồi. Rồi cái biến của nó là quy gạch cá heo. Rồi. Giờ thì kêu là hãy kiểm định lượng tiêu thụ thịt heo bình quân nhiều hơn hay ít hơn 1,7 kg. Rồi câu chuyện ta là vậy đó. Như vậy là bước đầu tiên khi mà thực hiện một bài toán kiểm định đó là chúng ta phải đặt giả thuyết. Đúng không? Là phải đặt thuyết. Thì như bữa hôm như cái bài của ta đó thì tôi để giới hạn cho chúng ta cho nó gọn đó. Thì tôi chỉ yêu cầu chúng ta đặt cái giả thuyết là mấy đuôi ạ. Chúng ta chỉ cần đặt giả thuyết là một đuôi thôi, xin lỗi, hai đuôi thôi, nhớ không? Chúng ta đặt giả thuyết hai đuôi thôi. Như vậy là luôn luôn là chúng ta đặt giả thuyết bằng và khác. Nghe cho nó đơn giản cho các anh chị thôi.
Như vậy là bước đầu tiên là chúng ta sẽ đặt cái giả thuyết khác không, hay chúng ta chính xác là chúng ta đặt một cái bộ giả thuyết, một cặp giả thuyết khác không. Gì nè, đây là chúng ta kiểm định về trung bình đúng không, kiểm định về trung bình, one sample nè, cumin nè. Như vậy là trung bình thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng chữ mi đúng không, nhớ các anh chị ghi bằng chữ mi ra ngoài chứ không có ghi chữ u hả các anh chị. À, Đi bằng bằng một bằng bao nhiêu, phẩy 1,7. đúng không, bằng 1,7. Rồi. Rồi chúng ta sẽ trình bày cái H1 thì sao ạ? Mi Một khác 1,7. khác 1,7. Ok. Rồi tiếp tục. Rồi. Rồi kế tiếp là làm gì? Chúng ta sẽ kết luận bài toán chúng ta chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết. Mình dựa vào cái gì? Alpha bằng 5%. Alpha thì mặc nhiên chúng ta đang thống nhất với nhau, mặc nhiên là alpha chúng ta là bằng 5%. Rồi. Rồi chúng ta so sánh với cái gì? B. B. B, đúng không? Ở trên đây chúng ta cụ thể là cái xích, đúng không? Là cái chỗ này đây. Như vậy là chúng ta sẽ ghi chỗ này là B bằng bao nhiêu? B 2,8. bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 2,8%. 2,8%. 28% nha, các anh chị phải ghi vậy nha. Các anh chị nào mà ghi là 0,028 là cũng trật nha. À, ví dụ ta ghi nè, bằng chỗ này tôi ta ghi là 0,028 là tôi không đồng ý nha. Mà nếu ta ghi 0,208% nữa đó là trật nghiêm trọng luôn nha. Do đó các anh chị phải nhớ phải đổi cái số này, là chúng ta đừng hiểu cái này là xác suất, chúng ta đổi lần là phải nhân lên 100 nha. Vậy chúng ta chỗ này là 2,8%. Đâu, chúng ta làm hai đuôi hết, do đó mình khỏi cần phải nhân hai chia hai gì hết. Rồi như vậy là mình có alpha sau đây. Lớn hơn B. Này. Như vậy chúng ta suy ra là gì? Bác bỏ giả Bác thuyết. bỏ giả thuyết là không. Bác bỏ cái H0. Vậy thì chúng ta kết luận như sao? Kết luận sao này? Người ta đang hỏi gì? Cái màu này mất mất cái chữ H0 ha. Cao hơn hay thấp hơn? Đúng không? Đây này. Kiểm định lượng thịt heo tiêu thụ bình quân nhiều hơn hay thấp hơn 1,7 kg? Vậy thì nhiều hơn hay thấp hơn? Thấp hơn, Tại sao nhiều biết? hơn, à, lấy Dù dự gì? vô miên đó hả, lấy Đúng miên rồi, đúng so với rồi. miên, À. dự vô miên đó hả, hai Tại phẩy vì ta hai có cái tám min là x ngang nè. Nó đang lớn hơn gì? lớn hơn miên. 1,7 đúng không? Nếu lớn hơn thì chúng ta kết luận là nhiều hơn. Còn nếu mày này nó nhỏ hơn thì chúng ta trả lời là ít hơn. Nhớ chưa? Rồi, như vậy tôi kết luận là với mức ý nghĩa, hay là tôi ghi là em phân được với mức ý nghĩa 5%. Thì sao? À, lượng gì? Lượng tiêu thụ thịt heo ha. Tiêu thụ thịt heo bình quân thấp hơn, thì thôi lộn chứ, cao hơn, cao hơn một phẩy bảy kg trên tuần. Cái bàn phím này nó máy mới đó, nó hơi lạ trên hộ. À, nếu mà chi tiết chúng ta phải ghi đầy đủ cái đơn vị tính của người ta ha. À, rồi ok, chỉ cần vậy thôi. Ước lượng lượng sau đây, ước lượng Với thì độ tinh cậy tinh cậy 95%, 95%. rồi sao tiếp tục? ta có năng suất trung lượng bình, lượng lượng thịt heo cũng ta có lượng lượng thịt heo trung thịt heo bình tiêu thụ bình quân từ lấy thêm vương sao, cộng không từ từ bao nhiêu đến bao nhiêu? không phẩy không sáu phải Không được rồi đó, từ 0,06 là chặt rồi đó. từ từ sáu cộng với mi nữa, Cộng với mi không cộng với mi không mới đúng. à, thì sao thì chúng ta sẽ
lượng tiêu thụ thịt heo ha, lượng tiêu thụ thịt bình quân là từ như này, 1,769 1,7 1,7649 đúng không? Ừ, cộng thêm chỗ này nhiêu, 1,7 vô nha. Đến bây giờ 2,7618 2,7618 đúng không? Cũng là kg trên tuần trên hộ. Ok mà nhớ nghe, nhớ là cái chỗ này nè là phải cộng hai vế cho bao nhiêu, cho cái giá trị test value, cơ là cho cái việc học nhớ nghe. Do đó cái chỗ này là cái chỗ rất dễ bị sai nghe các anh chị, chỗ này rất dễ bị sai rồi. Rồi yêu cầu như vậy đó nha, còn cái chuyện còn lại là đúng ra nếu mà học mình học offline á thì tôi sẽ cho các chị thực hành trên máy tính, và tôi còn có thể cho chúng ta một cái bài test đó là chúng ta thi cái thực hành, nhưng mà bây giờ mình học từ xa thì nó khác rồi đúng không? Ok ha. Bài thứ tư đi, bài thứ tư rồi bài này, bài này hỏi cho biết cơ mẫu. Ví dụ bài này cơ mẫu nhiêu nè, cơ bài này cơ mẫu nhiêu, bài ba này cơ mươi mẫu nhiêu, ba 30 mươi nha, chắc ai cũng phải biết ha. Rồi, 30, ba ok. Rồi. Bài bài 4 này cỡ mẫu nhiêu? mươi ba mươi lăm ba mươi lăm Nhiêu? ba mươi lăm Ba mươi lăm. Đến bài này là cu. Bài này là mẫu, mình có mấy mẫu? Hai mẫu Hai mẫu đặng đây là bài toán kiểm định hai mẫu độc lập đúng không? Như vậy là các anh chị phải trình bày cho người ta rõ cỡ mẫu của từng mẫu. Như vậy là chúng ta có hai cái nhóm là nhóm 1 và nhóm 2 đúng không? Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái mẫu thứ nhất là 20 và mẫu thứ hai là 15. Và trong cái bài toán kiểm định của chúng ta đó, mặc nhiên là chúng ta sẽ có cái hàng trên này là tổng thể gì ha? Là tổng thể gì? Tổng thể x nha. Và cái mẫu ở dưới này đương nhiên nó là liên quan tới tổng thể y, nhớ không? Và người ta sẽ so sánh x với y. Trong bài này người ta sẽ so sánh nhóm 1 với nhóm mấy? Nhóm 2. Đúng không? Như vậy nếu mà chúng ta ghi đây, chúng ta ghi là nx bằng 20 và ny là bằng 15. Nhớ là mẫu độc lập. Thì nếu được cố gắng chúng ta sẽ trình bày đó là gì, là cái độ lớn của từng mẫu một, chứ không phải mình nói cỡ mẫu là 35 là không đúng nha, mình phải nói cỡ mẫu nx bằng 20, ny bằng 15, hay là chúng ta gọi là n1 bằng 20 hoặc n2 bằng 15 cũng được. Rồi hãy kiểm định so sánh phương sai về thu nhập của hai nhóm dân cư. Rồi như vậy là chúng ta so sánh bài toán kiểm định phương sai. Tôi copy cái này xuống đi ha, để tôi làm cho nó nhanh. Rồi. Như vậy là xin lỗi tôi đang bị thiếu chỗ này, các anh chị phải chỉnh chỗ này lại ha. Cái này phải là dưới là phải hát máy H1 ha. Tôi ghi nó bị thiếu sót ha. H1. Rồi, ok. Rồi, như vậy các anh chị nắm tốt đấy. Rồi như vậy H0 chúng ta là gì nè? Kiểm định so sánh phương sai đúng không? Như vậy là chúng ta có hai phương sai. Phương sai thứ nhất đó là sigma ha. Sigma đây. Đâu rồi? Đây chỉ sigma. Rồi sigma. Sigma mấy đây? Là bình thường ít Yeah, x bình thường hay là ngược lại thì cũng được đi, cũng sao cả. Rồi. bằng Bằng đúng không? sigma bình thường ấy sigma a bình thường bằng Sigma sigma x. bình thường. Rồi, ok.
Rồi giờ H1 ghi sao nè? ít lớn hơn ít thì mà ít lớn hơn chút này. Lớn hơn hay nhỏ hơn? Lớn hơn hay nhỏ hơn? Lớn hay Lớn nhỏ hơn? hơn, lớn hơn. Sigma x nhỏ hơn sigma y. Tại sao? Dựa vào x x với x Đúng rồi, dựa vào SX và SY. Đúng không? Đó là chúng ta dựa vào chữ SD nè, là chữ Standard Deviation nè, là độ lệch chuẩn. À, như vậy thì cái này là SX nè, cái này là SY nè, đúng không? Thấy có SX nhỏ hơn D. Nếu chỗ đó nhỏ hơn thì ta ghi chỗ này nhỏ hơn. H1 cùng chiều. Nhớ vậy. Nha, rồi ok. Rồi. Bài này B bao nhiêu? B bao nhiêu? là sin sin bằng 0.15, không 15%, Hả? 15%, Bao nhiêu? 1,5%, 1,5. Ừ, đúng rồi, chúng ta đọc gì đi ha, bằng xích bằng 0,15 hay là gì đó, đọc sao kiểu chúng ta đọc được, nhưng mà chỗ này là nếu mà ghi cụ thể á, chính xác á, nhưng ghi là 1,5%. Được chưa? Như vậy là bác bỏ giả thiết không? Vậy nếu bác bỏ giả thiết không thì chúng ta được cái gì? Cái lượng sao? Cái lượng sao? nhỏ hơn, ổ lớn hơn, đúng rồi, Chúng chấp ta sẽ nhận là giả với mức ý nghĩa 5%. Vì sao? không sai. Phương sai. Đây khác nhau. Phương sai về thu nhập. Đúng không? Phương sai thu nhập không? À. Của nhóm nào? Nhóm 1. Đúng không? Mình gọi là ít á. Thấp hơn gì? Nhóm gì? Nhóm 2. Hay là nhỏ hơn cũng được. Đúng không? À, tại ta bác bỏ không thì mình được H1 thôi. Đơn giản có chuyện gì? Sigma in phương nhỏ hơn gì? Sigma in phương. Đúng không? Rồi. Câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là kiểm định. Cái kiểm định về cái chỗ phương xa này thì chúng ta là kiểm định hai một đuôi ha. Chỗ này chúng ta còn mấy bài khác để kiểm định hai đuôi. Mình sẽ hai nhóm tôi là Bài này kiểm định sao? So sánh hai trung bình. Đúng không? Kiểm định so sánh coi giờ nhóm nào thu nhập cao hơn. Như vậy là chúng ta sẽ so sánh là 10x. Sao? nhỏ Trung bình là 10x sẽ bằng gì ạ? À? Bằng rồi. y. Ok. Mẫu số thì sẽ cái nhắc H1 thì sao? Một ngày mi ít khác mi y. Trời khác mi thôi, đúng không? Ờ, nhớ ha. Khác thôi, đơn giản vậy đó. Xíu này chút xíu ha. Rồi. Rồi bây giờ câu chuyện này đã bắt đầu tới câu chuyện này nó hơi lộn xộn nè, các anh chị mới dễ nhầm nè. B mấy trăm? Một tỉnh. B bằng 0, 0,4%. Không phải 400. Thấy không? Tại sao chúng ta không xài 0,1%? Các phương sai khác nhau. Đúng rồi. Tại cái phương sai nó khác nhau. Đúng không? Thu nhập này, phương sai của nhóm thu nhập 1 thấp hơn. Thấp hơn như là khác. Đúng không? Nhóm khác. Do đó là chúng ta phải chọn cái chỗ này. À, như vậy là cái alpha chúng ta chỗ này. Cái B chúng ta chỗ này là 0,4%. Rõ không anh chị? Ừ, chỗ này ha, cái chỗ này là cái chỗ khả năng sai rất cao là chỗ này nè, đúng không? Rồi. Như vậy bài này chúng ta đi kiểm định so sánh hai trung bình là chúng ta phải làm hai bài. Bài thứ nhất là phải kiểm tra phương sai trước, sau đó mới kiểm tra trung bình.
Còn nếu mà bạn nào mà làm lộn ngược hai câu này lại là cũng không được nha. Làm lộn ngược là mình bị trật. Đây, thật ra không trật mà gọi là chúng ta thiếu cơ sở. Tại sao chúng ta chọn 0,4 mà chúng ta không chọn là 0,1? Đúng không? Để ông ta thiếu cơ sở như vậy là và đang kiểm định so sánh hai trung bình mẫu độc lập thì chúng ta phải so sánh cái gì, cái phương xa trước rồi sau đó chúng ta mới so sánh cái trung bình xa nha. Rồi bài toán ước lượng với độ tin cậy, chết mà chưa 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 xong, chưa xong, chúng ta còn kết luận chỗ này nữa không? Rồi, những kết luận sau này thì mức ý nghĩa 500 thì sao? Thì sao? Nhóm thu nhập được cao hơn. Yên ít nghe lớn hơn y ngang thì mi ít lớn hơn mi y ít ngang là Sao các anh chị? Đây nè. Này là ít ngang đúng không? Cái này là gì? ít ngang lớn hơn Ít ít ngang. ngang. Ít ngang nhỏ hơn y ngang, đúng không? Mình lấy ít làm chuẩn đi. Chúng đang đang so x và y. Giờ mình nói ít Ngang. y so với y đi. Như vậy là x nhỏ hơn y, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có gì? Mẹ ít Thu nhập. nhỏ hơn mẹ y. Đúng rồi, mi ít nhỏ hơn y hay nói là thu nhập của nhóm 1 sẽ thấp hơn thu nhập của gì? Nhóm Nhưng mà hai. đúng không? Dạ, như vậy mình nói là kết luận là thu nhập bình quân của nhóm 1 thấp hơn nhóm 2. Ok ha. Rồi được. Này chúng ta hiểu câu chuyện nó vậy đó. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta nói ước lượng đi. Với độ tin cậy 95% thì sao? Động nào ở trên này ở dưới này, Ở dưới ở dưới đúng không? Tại vì là chúng ta đang xét phương xa khác nhau nha, và ta ước lượng vô đây là chúng ta phải xác định luôn là lấy cái nào, thì đây là phương xa khác nhau chúng ta đặt dưới. Như vậy em nói sao, âm thì thấp hơn đúng không? Như vậy mình đồng là gì? Thu nhập bình quân, thu nhập bình quân nhóm 1 thấp hơn nhóm 2 từ bao nhiêu? Bao nhiêu? không phải 995 Đúng rồi. Đã nó thấp hơn là chúng ta phải bỏ vô trừ. Đúng không? Mà nếu bỏ vô trừ và khi chúng ta trình bày phải nói từ nhỏ tới lớn. Như vậy là từ là 0,995 không phải bốn trăm năm 0,955 đến 4,401 4,401 đúng không? Rồi chúng ta thêm được cái tính vô là gì? Triệu đồng cho tháng. Ừ, ở đây mình có cộng thêm cái gì không? không. Không nghe, tại vì ta trên lệnh này bằng không rồi, vậy đó không cộng thêm gì hết trơn. Ok. Rồi như vậy là chúng ta xong được cái bài này. Đúng không? Rồi cách làm vậy. Bài toán kiểm định so sánh với cái mẫu từng cặp thì các chị cũng làm tương tự đúng không? Rồi bây giờ bài này, bài năm này, như vậy là bài này nhận dạng coi, bài này là bài gì, tên nó là bài gì? Nào, giống như là bài này, ví dụ mình nhìn đây, tại sao mình biết làm này? Mình nhận dạng đây là bài gì liền, đúng không? Đây là cái bảng này là bài toán kiểm định so sánh hai trung bình, mẫu độc lập. Đây là bài toán kiểm định trung bình, so sánh với con số là 1,7. Nha. À, đó là chúng ta phải nhận dạng cái bài của mình là bài gì liền, bài này bài gì? Bài số 5. Bác sẽ ngỏ rồi đấy.
Bởi vì cái gì? Bài này là cái bài thứ tư trong cái chương 8 ta. Đó là bài toán kiểm định về sự phù hợp hay là kiểm định cái bảng phân phối xác suất của tổng thể, bài thứ tư. Cái bài mà chúng ta có giả thuyết H0 là B1 bằng bao nhiêu, B2 bằng bao nhiêu, B3 bằng bao nhiêu. Chúng ta nhớ trong ví dụ chúng ta có là B1 bằng B2, ý gì BA bằng BB bằng BC bằng BD bằng 1 phần 4 đúng không? Nhớ không? Cái chỗ Đó. tiên kia Yala Yala Shopee Đó là bài này nè. Nhớ không? Em thức đó nè. Bài chương 8. Rồi chúng ta có bài này nè, đúng không? Bài này nè. Rồi. Nó không mà bằng 1 phần 4 hết nè. Rồi chúng ta có cái bài chúng ta kiểm định trên cái trình độ nè, nhớ không? Rồi. Kết quả đây. Đúng không? Giả thiết không nè. B1 B0 bằng 10% nè, B2 B1 bằng 50% nè, B2 bằng 30% và B3 là bằng 10% nè. Cơ cấu về trình độ chu hộ nè. Được chưa? Rồi nhớ này ha. Rồi. Quay qua đây. Rồi. Để thực hiện bài kiểm định bài toán này thì đầu tiên chúng ta phải đặt giả thuyết. Được không? Ở đây chúng ta có mấy nhóm? Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm. Rồi, như vậy là chúng ta phải đặt cái giả thuyết của mình H0 là B1 bằng bao nhiêu, B2 bằng bao nhiêu và B3 bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ làm sao chúng ta biết được cái B của ta là bằng bao nhiêu? Làm sao? Thì cái này chúng ta là cái expected là cái EI nè. Và cái này là cái NI nè. Như vậy chúng ta có cái thước chỗ này nè. Thức này EI bằng N nhân cho BI nè. N là cỡ mẫu nè, cái tổng cái quan sát nè. Đúng không? Như vậy là muốn biết được cái đó thì muốn biết được cái giả thuyết đó thì chúng ta phải tính được cái BI này. Nha, như vậy tính sao? Rồi, bây giờ tôi sẽ chỉ cho chúng ta. Có vẻ tới đây bắt đầu chúng ta hơi bị lẫn lộn rồi ha. Rồi, copy được qua ha. Tôi chép vào Excel đi. Nha. Như vậy là chúng ta sẽ có cái bì bằng gì nè. Đây là y nè. Đúng không? Và đây là n nè. Như vậy là cái B1 này chúng ta bằng là số này nè. Y nè. Chúng ta chia cho 60. Có định luôn. Ok. À, như vậy chúng ta có B1 bằng 30%, B2 bằng 50% và B3 bằng 20%. Rồi, như vậy giả thiết chúng ta cho này là 0,3. À, 0,2. Chà, đấy. Đó là cái cơ cấu về trình độ của chu hộ của chúng ta là vậy nè. Đó. Đấy. Rồi mình có cái alpha bằng nhiêu? Đương nhiên là 5% rồi, đúng không? Tôi hỏi câu cho nó có thôi chứ đương nhiên là chúng ta là xử lý với 5% rồi.
Rồi, B này bằng nhiêu? 17,7%, đúng không? Bằng 17,7%. Rồi. Như vậy là chúng ta có alpha nhỏ hơn b. Mà alpha nhỏ hơn b dẫn đến điều gì? Chúng ta sẽ chấp nhận giả thuyết. Đúng không? Chấp nhận giả thuyết thì mình kết luận sao ạ? À? Kết luận với mức ý nghĩa năm trăm sao cơ cấu hay là tỷ lệ cũng được ha, cơ cấu trình độ chủ hộ như trên là phù hợp. Ok nhớ không ạ? À? Rồi từ từ ha. Đấy, đó là một cái đề thi mà tôi cho anh ta mấy lớp trước nó thi đó. Câu số 6. Đấy. Bài này là bài gì ha? Tên bài này là gì? Tên bài này là gì? Đấy, nó có đây này. Roscoe Wallace. Đây là bài toán kiểm định gì? Kiểm định nhiều trung bình bằng nhau. Ở đây chúng ta có mấy trung bình? 1, 2, 3, 4 nhóm. Vì là chúng ta có 4 nhóm. Đúng không? Đây là bài toán kiểm định nhiều trung bình bằng nhau. Đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện bài toán kiểm định. Đây là chúng ta thực hiện bài toán kiểm định Driscoll. Bài toán này có một bài giống y chang này nữa, là bài gì ha? Cũng dễ biết bây bài toán giống gì nè. Rồi bài toán đó tên gì ha, nhớ không? Đó là bài toán kiểm định phân tích phương sai, nhớ không? Bài toán phân tích phương sai cũng là bài toán kiểm định nhiều trung bình bằng nhau. Không, nhưng bài toán phân tích phương sai đó thì chúng ta đã hỏi là dữ liệu chúng ta phải có một cái chuẩn, còn các tiêu chuẩn này là không cần có một cái chuẩn. Rồi. Như vậy bài này chúng ta sẽ có gì nè? 11 bằng 12 bằng 13 và cuối cùng là sẽ bằng 14. Có 4 nhóm. Đúng không? Rồi. Alpha bằng bao nhiêu? Bằng 31%. Nó sẽ lỗi B chứ. 31%. Các chị có thể sử dụng chữ xích cũng được ha. Rồi. Rồi. 31% gì đến đó là chấp nhận giả thuyết, đúng không? Đi. Ý nghĩa 500. Dạ. Là những sinh viên đúng không? Có cái năng lực khác nhau hài lòng với học phần A này sao đây như nhau, hay là những sinh viên được xếp loại khác nhau, được xếp loại học tập khác nhau hài lòng với những sinh viên hài lòng với cái học phần A này là như nhau hay là như nhau. Còn nếu mình ghi chi tiết ấy, mình sẽ nói là kết quả hay là chúng ta gọi
là cái giữ sự bia giữ bia học lực hài lòng với cái học phần là như vậy kiểm định về sự hài lòng ha. Rồi bài này là bài gì ha? Tấn Hồng Quyên thích. Rồi rồi bây giờ chúng đề nghị cho anh chị hãy phương trình quyền thì có hai cách mình viết cái phương trình thì người ta chỉ còn ta viết phương trình thôi. Đó. Phương trình nếu mà chúng ta đặt cái gọn thì chúng ta sẽ có kết để tôi lấy cái equation 0,46 trừ 0,02 x1 cái một thì chúng ta nên nên ghi cái chỉ số nhỏ phía dưới này. Tiếp cộng ha. Không phẩy 39 trừ 0 và cộng. Câu thứ hai, kiểm định mô hình có phù hợp hay không? Kiểm định có mô hình có phù hợp không là chúng ta đi kiểm tất cả các hệ số của mô hình này là chúng ta này bằng không. Có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện bài tập kiểm định này. Đó là beta 1 beta 2 beta 1 bằng beta 2 beta nghe chị bằng beta 3 và bằng thêm beta 4. Tại sao chúng ta lại dừng lại beta 4 và nhớ thêm bằng không nha. Rồi. Tại sao dừng beta 4? Thì bài này chúng ta có 4 miếng x đúng không? Và mỗi miếng x này sẽ kèm theo một beta. Đây là alpha, đây là beta 1, beta 2, beta 3 và beta 4. Được chưa? Rồi. Alpha bằng như trong bài toán kiểm hậu quy tính chúng ta sẽ sử dụng là 10% chứ không phải 5% nha các chị. 10%. Chúng ta mặc nhiên hơi khác chút xíu, 10%. Rồi. B bằng nhiêu? B là cái nào? Là cái này nè. Chúng ta xem cho bằng ANOVA này ha. B chính là cái xích này. Như vậy nó bằng là 0%. Hay chúng ta ghi chỗ này chính xác, chúng ta ghi một cách chi tiết luôn đi. Chúng ta ghi nó là xích của F. Chúng ta ghi gì này ha? Bằng 0%. Như vậy chúng ta sẽ ghi ra chỗ này là bác bỏ không. Đúng không? Nếu bác bỏ không thì các cái hệ số này của chúng ta nó sẽ khác không. Mà nó khác không có nghĩa là cái y này sẽ phụ thuộc vào x. Còn nếu mà hệ số này bằng không thì nó đâu phụ thuộc vào x1 đúng không? Nếu chỗ này bằng không nữa, không phụ thuộc x2. Còn nếu mà như khác không thì nó phụ thuộc x1 và chỗ này khác không thì phụ thuộc x2. Như vậy trong trường hợp này là chúng ta bác bỏ gì không có nghĩa là các giá trị beta y này của chúng ta khác không. Như vậy là
chúng ta sẽ nói rằng là sao đây, với một ý nghĩa 10%. Vì sao? Thì mô hình của chúng ta là phù hợp. Thì nếu mà chúng ta rút gọn, chúng ta chỉ cần ghi câu này cũng được. Với alpha bằng 100, chúng ta có sigma f bằng 0%, đúng không? Và cái này nhỏ hơn 100 thì chúng ta suy ra là ba quả giả thiết như là mô hình phù hợp. Do đó bài này chúng ta có thể ghi một cách gọn hơn. Vì cái sigma của f bằng 0%, nếu tôi gọn ha, bằng 0%. Và nó nhỏ hơn 10%. Do đó chúng ta suy ra là mô hình phù hợp. Nếu các em ghi tắt gì cũng được, không sao cả. Đó. Nghĩa là chúng ta sẽ có xích nhỏ alpha, tại vì alpha chúng ta đang mặc nhiên xài 10%. Thì về mặt toán thì người ta ghi kỹ cụ thể về. Nha, cụ thể về. Nhưng mà về mặt thực tiễn thì chúng ta ghi gọn gì cũng được. Nha, chỉ cần ghi vậy đó. Ok. Nha. Rồi, hệ số xác định. Hệ số xác định bao nhiêu? Hệ số xác định là cái nào các chị? Bài này là mới làm rồi cái đợt nghe, tôi chưa có kiểm tra chúng ta lập bài sao đó. Nhiều. Ủa hiện tại bây giờ mọi người không nghe hả? Có nghe được chưa? Alo. Alo. Nghe thầy ơi. Rồi vậy sao bạn nào ghi không nghe được nè. Rồi ok. Rồi. Rồi R bình phương bằng nhiêu nè? R bình phương bằng nhiêu? Hệ số xác định là R bình phương. R bình phương đâu? R bình phương đây. R square. 14%. Đúng không? 14%. Như vậy chúng ta có hệ số xác định là R bình phương bằng 14%. Vậy mình giải thích sao nè? Đâu em mà giải thích tí được thầy à? Nói sao? Nên cho đó là gì ạ? Sự biến động của gì? Của Y là biến phụ thuộc đó. Y bây giờ là gì? Là lượng tiêu thụ thịt heo. Mình ghi vô lượng tiêu thụ thịt heo. Sao? Phụ thuộc vào sự biến động. Tắc biến trong mô hình. Đúng rồi, như vậy cũng được. Sự biến động của các biến trong mô hình. Là bao nhiêu? Là 14%. Nhớ ghi rõ luôn ha, 14%. Còn nếu mà ghi cụ thể hơn thì là còn lại là 86% là do các yếu tố khác tác động. Được chưa? Nhưng mà ghi gì được rồi. Biến nào có ý nghĩa? Trong mô hình này những biến nào có ý nghĩa? Nghĩa là biến nào có tác động đến đi. Biến nào? X2 với X4. Đúng rồi, chúng ta sẽ có biến x2, đúng không? Và biến x4. Tại sao nó có ý nghĩa? Tại vì chúng ta có cái b này của mình sau đây nhỏ hơn 10%, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ ghi là có biến x2 và biến x4 là có ý nghĩa. Vì sao chúng ta có B2 bằng 0,5%, B3 bằng
0%, và hai cái này đều nhỏ hơn bao nhiêu? 10%. Rồi chúng ta ghi gì là được? Còn đúng ra mình phải ghi theo toán học, mình kiểm định beta 2 bằng 0 và beta 4 bằng 0. À, ok. Tiếp tục. Những biến nào không có nghĩa? Dễ dàng ha. À, chúng ta sẽ làm tương tự như trên. Biến vậy máy này. À, cái biến này xuống ha. Như vậy cái biến còn lại thôi. Biến x 1 nè. Biến x 1. Và biến x 3. Đúng không? Không có gì. Vì sao? Vì sao? Vì V1 bằng mấy? Bằng là 90%. B3. Ok, tôi ghi lộn đi ha, này B4 chứ. B3 bằng nhiêu? 67,4%. Cái này là sao đây? Lớn hơn 10% đúng không? Không Ok. nhầm mình thầy ơi. Để tôi nhầm rồi. Trời ơi. Nhầm ở trên nè. Vì sửa lại chút xíu nha các chị. Sorry. 4. Rồi cái này là. Để cái tình. Rồi, ok ha. Ok. Lớn hơn 10%. Rồi, ok. Được không ạ? Rồi. Rồi bây giờ người ta hỏi câu thêm là hãy giải thích các biến có nghĩa. Như vậy chúng ta giải thích biến nào? À, biến x2. Và chúng ta giải thích tiếp biến x4. Rồi bây giờ bạn nào giải thích cho tôi cái biến x2 ra. X2. Nếu bạn nào giải thích dùm. Thank you ha. Anh Trần Phước ơi, Trần Phước ơi. Anh Phước có đó không? Trần Phước. Chạy đi đâu rồi? Rồi bạn nào giải thích thử dùm em. Ừ. Kéo các bạn lên đi thôi mới thấy. Rồi giải thích cái này gì ha? Chúng ta có cái B1 nè, cái B2 nè, mà không phải 039. B2 0,039. Không kẹp được phải không? Rồi giải thích sao? Nếu lượng thực Buộc không? thịt gì thịt heo gì không À, hả, nếu lượng thịt heo tăng thêm 0,039. nhưng mà đấy nó buộc không gỡ được Rồi. À, tăng nhiều 0,039 không phải đâu, nếu sao một đâu ký sỏi cho ba xem được không. Cái gì kéo lên cái bảng này. đây là chế bản. À, để tôi copy này lên trên đi ha, cho các anh chị dễ nhìn nên tâm phước các bạn. Rồi. Tăng Để thêm xem. một ký, một nghìn đồng trên nếu giá thịt bò tăng 1.000 đồng, Đúng rồi. thịt bò Nếu tăng giá 1.000 thịt bò mới là đấy. Nếu thịt giá bò. thịt bò. Bạn không có kéo các bạn lên không có thấy. Giá thịt bò.
tăng lên 1.000 đồng trên ký. Tăng 1.000 đồng, tăng thêm ha, tăng thêm hay tăng lên được 1.000 đồng một ký. Rồi thì sao? Thì được. Thì y là gì? Lượng thịt heo. Thì lượng thịt heo. Nghe chưa? Heo Tăng gì tăng hết? tăng không phải tăng ba tăng 39 đồng. À, tăng 39 đồng cũng được, 39 đồng cũng được. Thêm nhân ngàn đồng lên cũng được ha. Ok. Đồng. À, trên 1 ký, đúng không? Rồi. Nhưng mà lượng thịt heo gì? Giống như nhớ mô hình. Lượng thịt heo Ký trên tuần trên bình quân hay là trung bình ha, lượng thịt heo bình quân, bình quân nhớ cái chữ này giùm tôi nghe. Trong mô hình hội quy một chúng ta là trung bình của y phụ thuộc của x, do đó mình phải luôn luôn có cái chữ bình quân này ha. Nếu anh chị nào giải thích mà thiếu chữ bình quân này là tôi coi như câu này chưa hoàn chỉnh nha. Ha, cái này quan trọng nha. Rồi, giải thích cho anh đúng. Rồi. Rồi mình nói cái B4 đi. phần không Đi bảy chậm chậm thôi nha, đi chậm chậm thôi. Rồi giờ tính sao? Nếu thu nhập hộ Tăng triệu đồng trên một một gì? tăng 1 triệu đồng. Đúng rồi, 1.000.000 đồng trên tháng. Rồi mình phải theo đơn vị tính của họ nè, người ta cho đơn vị tính là gì, giải thích đây. Được chưa? Thì lượng Thịt thịt heo bình quân vẫn là bình quân nghe, nhớ chứ bình quân nhìn thôi. Rồi. Tăng nhiêu? 71 đồng tương đương 71 đồng. 71.000. Sao 71.000 được? 71.000 đồng Nếu trên tháng. mà ghi gì nè, nếu ghi như thế là Không không phải 71 phẩy một bảy mươi mốt nay không có một phẩy em đó không nha, 71 đồng, bảy mươi mốt dạ bông ra ngàn một đồng em đồng trên ký. đó, đúng rồi, ghi vậy nè. Nhưng mà ghi vậy chứ giá nó lụm thượng quá, giờ mình nhân này vô ngàn đúng không, rồi vậy đó đại loại. Còn không, đây tôi ghi nè, không phải mấy, không phẩy 39 hả, 0.39. À, đừng tính là gì, ngàn đồng. Ngàn đồng. Rồi nếu mà mình sợ nói nhầm lẫn á thì mình ghi gì là chắc ăn nhất nè. À, tất nhiên nó hơi lộn thuộm chút xíu, nhìn nó hơi kỳ kỳ đúng không, ngàn đồng trên kg. Rồi bây giờ đồng gì ta, ôi sai rồi, sai rồi, đừng tính nó là gì, ký đô gam trên tường trên hộ mà, Triệu đồng chứ. Ủa y mà. y là ký đô gam trên tuần đúng Ờ đúng rồi, như vậy sửa lại chỗ này nha, sửa lại nè, kg trên tuần trên gì, trên một hộ mới đúng nha. À, rồi, ok chỉnh lại giùm tôi nghe, chỉnh lại hết cái này nghe, chặt cái đó mình nhìn nha. Rồi, ok rồi. À, đó là cái nội dung mà của cái chương, cái chương gì, chương 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 10, là tôi chỉ cần anh chị giải thích hết ABC gì là xong. À, chỉ cần nhiêu thôi, còn nếu mà học sâu hơn nữa kinh tế lượng thì ta sẽ nghiên cứu tiếp, còn cơ bản bây giờ ta chỉ cần nắm như vậy là được. Rồi đấy, đó là cái nội dung mà tôi muốn ôm cho các anh chị, có nghĩa là chừng nữa cái đề của mình ra là cái kiểu nó giống vậy nè, chỉ hỏi rồi chúng ta trả lời kiểm định rồi ABC thôi, chứ không có cần phải tính toán gì hết. À, như vậy để cho chúng ta đơn giản nha. Và thực ra thì mình chỉ cần nhiêu đây, vậy là mình đạt yêu cầu rồi, bởi vì mình đâu có cần phải tính toán làm gì, và công nghệ thông tin hỗ trợ hết rồi. Rồi đó là cái nội dung mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Rồi các anh chị có thể đặt ra một số cái ý kiến gì đi, để tôi có thể trao đổi trong buổi cuối cùng này. Còn nếu mà sau này chúng ta có trao đổi thêm thì các anh chị có thể trao đổi trên trên cái group Zalo của mình cũng được. Mời mời các anh chị có ý kiến.
Chứ chị có ký nhưng mà Thầy ơi, thế là thi mình sẽ thi tự luận thế này. chắc đi tự luận đi các anh chị, đi tự luận cho nó dễ hơn. Ví dụ như các anh chị làm gì đó mà nó đường hướng nó tương đối nó hơi hơi đúng gì đó thì tôi có thể tôi nhấn nhá tôi chấm được. Còn nếu mà các anh chị mà thi trắc nghiệm là chỉ cái yes no thôi đúng không, đó là không có thể nào mà chấm nhẹ hay chấm nặng gì chân là nó sẽ khó hơn các anh chị đó. Tôi nghĩ là nếu mà thi trắc nghiệm cơ sẽ khó hơn cho các anh chị. Dạ chúng ta tự luận đi. Thầy ơi, thi tư luận có được phép đem tài liệu theo không thầy? Được, chúng ta được phép xem sử dụng tài liệu hai các anh chị. Rồi các anh chị có thêm ý kiến nè, chúng ta trao đổi cho nó rút đi, giờ 8:30 à. Thi là bố trí ra từng mỗi câu một chương hay sao vậy thầy? Tôi sẽ cho cái trình tự theo trong chương gì đó nhưng mà nói nên với hỏi không có hết đâu, bởi vì nếu mà hỏi hết thì nó nhiều dữ lắm đúng không, mỗi một chương chúng ta có rất nhiều câu để mà đặt ra. Thì như vậy thì chúng ta có mấy chương nè, hai hai cái chương bao nhiêu, ba bốn Bảy, bảy bốn, năm, bốn, tám sáu chín chương. mười đúng không, như vậy là chúng ta có 6 chương đúng không, 6 chương thì tôi sẽ cho chúng ta khoảng 60 câu gì đó, giống như nãy gì đó, 60 câu gì đó à, có 60 câu thì mỗi một câu khoảng 1 điểm hoặc là 2 điểm gì đó tùy theo câu dài câu ngắn à, thì chúng ta sẽ làm sao tổng cộng chúng ta sẽ đạt được khoảng 10 điểm. 10 điểm thì mình đã lấy 70% phải không, còn cái phần bài tập thì chúng ta sẽ chiếm 30% điểm. Như vậy là mỗi một chương tôi sẽ cho khoảng một câu, khoảng một câu có thể nhiều hơn, ví dụ như chương 8 thì có thể nhiều hơn một chút, chương 8 có thể tôi cho 2 câu, còn mấy kia có thể tôi cho 1 câu đó. Rồi các anh chị có thêm gì ý kiến thêm đi. Rồi thôi nếu chúng ta không có ý kiến gì thêm thì tạm thời mình sẽ kết thúc cái buổi học hôm nay đây. Còn những ý kiến sau này thì chúng ta có thể trao đổi qua cái kênh khác. Chị Hiên anh chị. Rồi thôi chúc các anh chị năm mới ha. Vui vẻ ha. Và trước mắt là chúng ta sẽ hoàn thành tốt cái kỳ thi của cái môn học này. Rồi thôi chúng ta nghỉ. Tôi xin phép tôi rời nhóm trước ha.